tin từ Bệnh viện E cho biết, khoa ngoại tiết niệu và nam học của bệnh viện này vừa tiếp nhận cấp cứu cho một bệnh nhân nam ở Hà Nội bị cương dương vật kéo dài. Theo tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Liên, trưởng khoa ngoại tiết niệu và nam học của Bệnh viện E, đây là một ca bệnh rất hy hữu. Được biết, bệnh nhân có tiền sử nghiện ma túy. Gần đây, bệnh nhân phát hiện ung thư và tái nghiện ma túy. Sau khi sử dụng chất kích thích, nam bệnh nhân bị biến chứng cương dương suốt 2 ngày. Theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trần Thành, phó trưởng khoa phẫu thuật tiết niệu nam học hiếm muộn Bệnh viện 198 Bộ Công an, dương vật cương cứng quá lâu là hội chứng mà nhiều nam giới mắc phải. Bệnh không chỉ gây đau đớn mà còn làm ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, đặc biệt là đời sống tình dục. Tình trạng mà cương dương kéo dài, đây cũng là một cái tình trạng mặc dù không phổ biến nhưng gây rất nhiều những cái lo lắng và phiền phức và gây ra rất nhiều cái hậu quả về chức năng sinh lý của người nam giới. Người nam giới bình thường cái phản xạ cương của họ khi có những kích thích tình dục và sau khi xuất tinh xong thì thời gian thường từ khoảng từ 7 đến 10 phút thì dương vật sẽ xìu một cách tự nhiên và cơ thể người nam giới sẽ đi vào cái tâm trạng thư giãn thoải mái và dương vật sẽ xìu dần. Vậy khi mà cái thời gian cương cứng của người nam giới kéo dài hơn, thậm chí là kéo dài đến 2 ngày, đây là một cái tình trạng về y học gọi là cương dương vật kéo dài, rất gây hại cho người nam giới. Bởi vì chúng ta biết dương vật nó một cái tạng rỗng và khi chúng ta dương vật cương đó là máu sẽ dồn về đó và khi mà cái lượng máu dồn về dương vật quá lâu như vậy nó sẽ gây ảnh hưởng ngưng trệ ứ động tuần hoàn và gây rối loạn cái quá trình đông máu tại chỗ. Và khi cương dương vật kéo dài nó là một cái cấp cứu về nam khoa cần phải xử lý ngay lập tức, cần phải giải tỏa, giải tỏa áp lực của cái cương dương vật, không nó sẽ gây ảnh hưởng rất là nặng nề đến chức năng sinh lý của người nam giới nói riêng và sức khỏe tổng quát của người nam giới nói chung. Bác sĩ Thành khuyến cáo nam giới cần tuân thủ điều trị các bệnh có thể đã gây ra cương cứng kéo dài. Trường hợp do thuốc, bệnh nhân cần thay đổi thuốc. Người bệnh không tự ý dùng thuốc hoặc các mẹo dân gian để tự chữa trị tại nhà nhằm tránh những hiểm họa không mong muốn cho bản thân. Đặc biệt, nam giới cần tránh sử dụng các chất kích thích như rượu hoặc ma túy bất hợp pháp.